Dạ vâng, xin chào tất cả quý cô bác, quý anh chị đã quay trở lại kênh Toyota Bình Dương, kênh xe giá rẻ bình dân của bên em Trường nha. Quý cô bác, quý anh chị ơi, chiều hôm nay em sẽ lên sóng báo giá. Được rồi em. Chiều hôm nay em sẽ lên sóng báo giá cho quý anh chị em một loạt xe giá rẻ bình dân từ 200 cho đến 200 cho đến 300 rưỡi, 300 quay đầu nha bà con nha. Rồi, ở một số xe giá rẻ như là Innova G 2010, em bán cho bà con 220 cành. Kia Carin đời 2015. Đời 2015 em bán cho bà con 245 cành. Innova 2013 lăn bánh 2014 có dán tem cũng 245 cành thôi. Và đặc biệt em sẽ tập trung vào mẫu xe mới nhất về theo ngày tháng là mẫu này, Innova 2014 nha, 2014 nha. 2014 nha quý bà con nhà mình nha. Đó, rất là đẹp luôn, biển 72 Vũng Tàu 44845, xe rất là đẹp luôn bà con, màu trắng. Cam may cam kết cho bà con đây là xe màu trắng, là trắng zin theo xe nha. Không phải loại xe sơn đổi màu rồi nha bà con nha. Xe rất là đẹp. Đấy, xe rất là đẹp luôn. Đó, dán full film cách nhiệt hết rồi nha quý chị em nhà mình nha. Mâm phay xước rất là ok, lốp láp đồ là mới chiều về. Rồi em sẽ cho anh em nó bắt bóng kiểm tra rồi sẽ lên sóng phục vụ bà con. Đây em quay luôn 2014 đăng ký cuối 2014 nha bà con, dán phim cách nhiệt 7 màu luôn. Ở trong nhìn ra rất là rõ nè, rồi ở ngoài nhìn vào không thấy nha. Xe chủ nhân của nó dán carbon hết rồi nè. Đây, em cho nó vệ sinh mấy cái này nè, nãy mới bắt xong. Đấy, xe rất là đẹp luôn bà con, giá thì rất là êm. Đó, màn hình OLED, cam hành trình, vô lăng, đó, phanh ABS, hai túi khí nha quý anh chị em nhà mình. Đấy, nội thất nhìn rất là đẹp và căng luôn bà con. Rất là đẹp và căng luôn. Đấy, xe rất là ok, chất lượng thì miễn bàn, như mới luôn bà con. Đấy, nội thất thì đẹp miên man. Đấy, chiếc này em để cho quý bà con và quý anh chị nhà mình với cái giá cực kỳ thân thương luôn. Và cực kỳ thân thương nha. Chỉnh hai hàng ghế cho nó bằng nhau thôi. Chỉ với là 259 cũ tới xem xe là còn bớt còn thương lượng nha quý chị em, quý chị em nhà mình nha. Xe trang bị full cam lùi, cam hành trình, đó, full phim cách nhiệt đầy đủ hết. Đấy, chỉ có 259 cũ thôi bà con ơi, tới xem xe là còn bớt còn thương lượng nè. Đấy, xe full hệ thống gương kính chỉnh điện luôn quý bà con. Đó, gương chiếu hậu là chỉnh điện hết nè nha bà con nha, hệ thống nè, gương điện hết nè. Đúng đời 2014 cho quý anh chị em nhà mình luôn. Đó, xe khá là đẹp. Rồi, đằng sau là mẫu Innova siêu khoảm siêu cộp đời 2015, một chỗ mua mới từ đầu, biển 61A22764, bản đủ. Con này ngày mai em sẽ lên clip chi tiết. Siêu phẩm luôn, một chỗ mua mới từ đầu. Bao bà con chích hãng, chích thầy, chích thợ, không một phút taxi dịch vụ, chuẩn gia đình, trên 3 sĩ. Đó, con này ngày mai em sẽ quay chi tiết cho bà con. Muốn kiếm xe cộp thì có xe cộp. Rồi quay đi em, quay xong di chuyển đi làm đi. Đấy, xe rất đẹp luôn, ghế rỉ nè. Con này ngày mai em sẽ lên full clip chi tiết cho bà con. Một chủ mua mới từ đầu, thế nào là xe một chủ nha. Nó đẹp không diễn từ nào diễn tả luôn bà con. Giá là hơn 3 đồng một xíu xíu. Đấy, mà con này phải đúng đồng, đáng đồng tiền bát gạo luôn bà con. Đẹp lắm. Ngày mai em sẽ lên sóng nha, hôm nay em nhé hàng cho bà con thôi, mới vừa về. Người ta bán là 36-37, em bán bà con là nhú 3 đồng. Rồi, 2019 cũng có hai màu, màu xám xanh và đồng ánh kim. Giá là 409 có bớt nè. Con này là 2009 số tự động màu đen. Em bán cho bà con với giá là 260 nè. Rồi, chiếc này là 2016 đăng ký lăn bánh 2017 nè. Bán cho bà con 385 bớt 5, 308 nè. Rồi, chiếc này là 2007 bán cho G năng full G, bán cho bà con 145 nè, có bớt có thương lượng nè. 2013 đăng ký lăn bánh 2014, xe đẹp không lỗi nè. Bán cho bà con với giá 245 bớt 5 nè. Đấy, tới xem xe là có bớt có thương lượng. Xe đẹp tuyệt đối luôn, nếu không có xe lỗi, xe đâm ve. Đấy, xô lệch nha bà con nha. Ở bên em rất là nhiều những cái dòng xe mà giá cả phải chăng cho quý bà con nhà mình. Rồi, đây thêm một con 2015 nữa. 2015 nữa nha, 2015 nữa. Đấy, chiếc này để cho bà con là 305, con này 2015 E bản đủ nha bà con nha.
Đấy, xe về là miên man. Quan tâm thì alo trực tiếp cho em Trường. Số điện thoại là 0972147247. Mua bán trao đổi cái dòng xe tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Và đặc biệt có quay hồng cao cho bà con khi đến xem xe trực tiếp tại. Giới thiệu bên em mua hoặc bán được xe sẽ gửi ngay từ 3 đến 5 triệu cho quý chị em nhà mình đến xem xe nha. Rồi, đấy, quý bà con quan tâm thì alo cho em. Số điện thoại 0972147247 nha.